mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Đường đến giải xe đạp truyền hình Bình Dương lần thứ 9 năm 2022 cấp number 1. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 45 phút trên kênh BTV2 và 22 giờ 50 phút trên kênh BTV1 cùng các nền tảng số của BTV Thể thao. Thưa quý vị, được tổ chức liên tục từ năm 2014, giải xe đạp truyền hình Bình Dương sẽ bước vào mùa tổ chức thứ 9 vào ngày 26 tháng 3 tới đây. Và trước khi đến với những cuộc tranh tài hấp dẫn của các tay đua phong trào, mời quý vị cùng nhìn lại những dấu ấn của cuộc đua qua phóng sự sau đây. Năm 2014, dưới sự đồng hành của các đơn vị tài trợ như Tổng Công ty BKMS IDC, Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương đã phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh cho ra đời sân chơi mới nhằm giúp cho các cua rơ không chuyên cùng nhau giao lưu, tạo mối đoàn kết gắn bó. Năm đầu tiên, giải xe đạp truyền hình Bình Dương tổ chức thi đấu 6 chặng với lộ trình vòng quanh thành phố mới Bình Dương. Các năm tiếp theo, giải từng bước được mở rộng lộ trình đua từ thành phố mới Bình Dương hướng ra các huyện thị trên địa bàn tỉnh, rồi từ thành phố mới Bình Dương hướng ra các tỉnh thành trong khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ. Vừa tạo sự mới lạ cho các cung đường đua, vừa góp phần quảng bá sân chơi phong trào được tổ chức chuyên nghiệp và quy mô cả nước. Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, từ năm 2016, các chặng đua còn có thêm giải thưởng dọc đường, cuộc cạnh tranh giữa những tay đua phong trào, vì thế càng trở nên hấp dẫn. Dù là sân chơi phong trào, nhưng chất lượng chuyên môn của giải luôn được đánh giá cao nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội đua. Để thích nghi với cự ly thi đấu đường dài, hầu như các đội đều có chuyến đi tiền trạm để nắm vững lộ trình mỗi chặng đua. Từ mùa giải 2019 đến nay, giải xe đạp truyền hình Bình Dương có sự điều chỉnh nội dung thi đấu. Theo đó, giải chỉ tổ chức duy nhất một nội dung phong trào ở hai nhóm tuổi, từ 16 đến 40 và từ 41 đến 55 tuổi. Đặc biệt, ban tổ chức giải quyết định bổ sung thêm hạng mục áo vàng chặn và áo vàng chung cuộc nhằm động viên và tôn vinh các tay đua xuất sắc nhất tại giải đấu. Năm 2021, giải xe đạp truyền hình Bình Dương lần thứ 8 năm 2021 Cup No. 1 mở màn vào tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19, các chặng đua còn lại phải tạm hoãn đến tháng 10 năm 2021 mới có thể triển khai trở lại. Vượt lên những khó khăn khách quan, bằng tinh thần trách nhiệm, ban tổ chức giải đã phối hợp các đơn vị hữu quan hoàn thành mùa giải 2021 thành công theo đúng tiêu chí, thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới. Bên cạnh chất lượng chuyên môn, dấu ấn của mùa giải 2021 chính là việc BTV Thể thao tiếp tục thực hiện livestream các chặng đua tại giải xe đạp truyền hình Bình Dương Cup No. 1. Qua đó, tạo nên chất xúc tác giúp các tay đua phong trào phấn khởi, nỗ lực thi đấu đạt thành tích cao. Còn khán giả có thể theo dõi diễn biến của đường đua một cách sống động nhất thông qua nền tảng mạng xã hội là kênh fanpage BTV Thể thao, YouTube BTV Thể thao. Qua 8 mùa giải duy trì liên tục, giải xe đạp truyền hình Bình Dương đón nhận rất nhiều tình cảm và sự đồng hành của các đơn vị đồng tài trợ chính. Bên cạnh Tổng Công ty BKMS IDC, Tập đoàn Tân Hiệp Phát, Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, còn có rất nhiều đơn vị tài trợ khác. Đơn cử như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gốm sứ Cường Phát, nhà tài trợ cúp vô địch mang đậm phong cách đặc trưng của đất thủ Bình Dương, đã tạo nên nét rất riêng cho giải xe đạp truyền hình Bình Dương những năm qua. Mỗi cuộc đua là một chuyến hành trình về nguồn ý nghĩa. Có thể nói, qua 8 mùa tổ chức, niềm vui lớn nhất mà giải xe đạp truyền hình Bình Dương mang lại đó là hiệu ứng tích cực trong việc nâng cao ý thức rèn luyện thể dục thể thao của người dân, góp phần đưa phong trào xe đạp tại Bình Dương cũng như các tỉnh thành trên cả nước thêm phát triển, đồng thời lan tỏa về một Bình Dương năng động, sáng tạo và nghĩa tình.
Thưa quý vị, chương trình Đường đến giải xe đạp truyền hình Bình Dương lần thứ 9 năm 2022 Cup No. 1 số phát sóng ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng ngày mai vào lúc 21 giờ 45 phút trên kênh BTV2 và 22 giờ 50 phút trên kênh BTV1 với phóng sự về sự chuẩn bị của các đội xe đạp phong trào trước mùa giải mới. Nước tăng lực No. 1 chanh dâu cuộn trào sảng khoái bật tung năng lượng. Lắp cặp ngay. Cá mập cánh cá. Thiếu sức mạnh, buồn ngủ, thiếu tỉnh táo. Thiếu nước tăng lực No. 1 tăng thêm sức mạnh, mạnh mẽ, tuyệt vời. Tỉnh táo tức thì. Nước tăng lực No. 1 tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì.